Nếu mà thương xương là bắt 400 ngàn rồi đó. Mà ngày hôm qua nó đưa 5 triệu bạn. Bây giờ mày nghĩ vậy này, nữa anh chồng mà về đưa 3 triệu tiền rồi. Tao tính nó mở đâu lấy nó dở cái bỏ trong về tao ghi tao mua tao ghi vô hết.